Dù CPI tháng 1 tăng 4,89%, nhưng là trên mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh lạm phát thế giới cũng đang hạ nhiệt, nhiều ý kiến cho rằng chỉ số giá tiêu dùng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. So với mọi năm thì cái mức tăng này tôi nghĩ là cũng ở mức trung bình và không quá đáng lo ngại, tại vì nó sẽ giảm trở lại vào những tháng sau. Và đặc biệt là trong tháng 1 thì giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng lên một chút, cộng thêm cái tâm lý về Tết thường là họ đẩy cũng giá lạm phát tăng lên. Trong khi đó, diễn biến lạm phát và chính sách tiền tệ từ Mỹ cũng không còn nhiều đột biến và dự báo tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. Cái hiệu ứng của cuộc họp Fed dần dần mình cảm giác như nó càng ngày nó càng hiệu ứng nó càng nhỏ lại. Có nghĩa là tôi nói trước rồi các anh chị luôn rằng là các lần tiếp theo của tôi nó sẽ là như thế này. Thế vậy thì khi mà chúng ta đã có một cái công thức như vậy rồi thì gần đây các thông số thì nói chung nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Dù vậy, theo quan sát của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu năm ngoái đã tăng 6,79% và chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa cũng tăng 8,56%, đều là mức cao nhất trong 10 năm, gây áp lực không nhỏ cho giá thành đầu ra sản xuất của năm nay. Chưa kể một vài điểm rơi chính sách khác. Các cái chính sách về miễn giảm thuế thì đến năm 2023 thì cũng đã hết hiệu lực. Ví dụ như là chính sách về giảm thuế VAT thì điều đó nó cũng sẽ làm giá cả hàng hóa tăng trở lại. Hay là việc tăng lương từ mùng 1 tháng 7 thì theo nghiên cứu của chúng tôi thì khi mỗi lần tăng lương thì nó sẽ kéo theo giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Tổng cục Thống kê đặt ra 3 kịch bản lạm phát cho năm nay. Một là ở mức 4,44%, 2 là 4,6% và 3 là 4,8%. Trong đó vẫn nghiêng về kịch bản đầu tiên. Thách thức lớn nhất là kiểm soát được giá lương thực thực phẩm. Thế nhưng đây lại chính là thế mạnh của Việt Nam. Chúng ta không chỉ phục vụ đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu ở trong nước mà chúng ta còn phục vụ cho xuất khẩu rất là nhiều. Và đây là một lợi thế rất là lớn của Việt Nam và giúp giảm cái áp lực lạm phát. Cũng theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu năm nay dù vẫn neo ở mức cao nhưng dự báo sẽ không có biến động tăng giá đáng kể nữa.